Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị giao ban Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội nghị đã xem xét cho ý kiến về 6 dự thảo tờ trình và báo cáo quan trọng. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn cơ bản nhất trí với tờ trình về việc ban hành kế hoạch triển khai cung cấp 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2021 và dự thảo chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường công tác bảo vệ an ninh mạng trong tình hình hiện nay. Đồng chí đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông và Công an tỉnh sớm hoàn thiện văn bản để trình lãnh đạo tỉnh ký ban hành thực hiện. Đối với chương trình và đề án về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tiếp tục điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu và giải pháp cụ thể, ưu tiên làm trước những công trình cấp thiết. Chủ trương của tỉnh là tăng cường huy động xã hội hóa việc trùng tu và tôn tạo các di tích lịch sử. Đối với báo cáo về việc bổ sung khu công nghiệp Tiên Lữ Kim Động Ân Thi vào quy hoạch phát triển khu công nghiệp ở Việt Nam, cần rà soát lại diện tích, ranh giới cho phù hợp, tránh trồng lấn và sớm hoàn thiện các thủ tục để trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng thời gian quy định. Đối với việc quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác tại các cơ quan tổ chức đơn vị doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm theo quy định của nhà nước, giao Sở Tài chính thực hiện rà soát thực tiễn việc sử dụng xe công trên địa bàn tỉnh, có phương án và lộ trình thực hiện phù hợp để không làm ảnh hưởng đến công tác của các đơn vị. Riêng với các xe đã cũ, hết hạn sử dụng, Sở Tài chính cần sớm thu hồi đấu giá.